Chào mọi người, đây là cái cung theo mọi người nhu cầu của mọi người thì em có làm ra một cái combo như thế này. Thì đây là combo nguyên liệu để làm một quyển sách tiếng Anh, sách động vật. Đây, em sẽ cho mọi người xem từng chi tiết một nhé. Đây, combo thì sẽ dùng em sẽ cắt sẵn cho mọi người các trang như thế này. Cây tóc cũng nhiều quá. Đây, mọi người thì có thể thấy đây là trong cái combo này thì mọi người sẽ làm được tầm khoảng 15 con vật nhá. 15 con vật trong cái quyển này. Đây là trang, mọi người có thể chọn bất kỳ trang nào làm bìa cũng được. Combo thì gồm thứ nhất là cái quyển cắt sẵn như thế này, có hai khoen tròn móc. Cái khoen này em lấy khoen to luôn cho mọi người nhé. Thì thực ra là mình khi em đóng cái quyển nhỏ như thế này ấy, thì nó sẽ thừa ra nhiều, nhưng mà khi mọi người làm thành 15 con thì nó sẽ rất là dày. Đây ạ. Có 15 trang tất cả này. À, có 8 tờ này này, 8 tờ. Các màu cắt sẵn như thế này. Tiếp theo là 16 tờ. 2, 4, 6, 8. À, 15 tờ thôi. Cái này có 15 tờ cắt sẵn như thế này. Mọi người chưa hình dung được quyển animal thì có thể vào cái trang vào album animal để xem nhé. Sách tiếng Anh ấy ạ. Đây, em cắt sẵn rồi, cái viền này cũng để rộng cho mọi người nhé. Đây, mọi người dán lên như thế này. Quyển này sẽ làm hoàn toàn bằng keo nến nhé, không dùng chỉ khâu đâu ạ, nên là sẽ tiết kiệm một chi phí khá nhiều khi không không có chỉ khâu trong đây. Đây, mọi người sẽ đặt như thế này, em có cắt sẵn cho mọi người rồi ấy. Thì mọi người về chỉ việc làm thôi. Còn cách làm thì tương đối dễ, mọi người mua thì inbox cho em nhé, em sẽ hướng dẫn mọi người cách làm. Cái này nhanh nhất cơ, cái quyển này nhanh nhất vì em cũng hướng dẫn nhiều người làm rồi ấy. Đây, sẽ có 15 tờ màu trắng như thế này cắt sẵn luôn nhé. Tiếp theo là băng dính gai này. Băng dính gai thì chỉ cần nửa mét thôi là mọi người có thể làm được. Mắt thú có 10 đôi nhỏ và 5 đôi to nhé. Thực ra mọi người chỉ làm hết tầm khoảng bao nhiêu nhỉ? 10, khoảng tầm 20 đến 25 cái mắt này thôi. Ở đây có 30 cái nhé, nhưng cứ để cho mọi người dự phòng. Tiếp theo là keo nến này. Keo nến thì sẽ có 10 cây tất cả. Nhiều, tại vì là quyển này sẽ dùng hoàn toàn bằng keo nến nha mọi người nha. Súng bắn keo thì mọi người mua riêng, mua lẻ ở bên em, hoặc là mọi người ai có rồi thì không phải mua nữa. Em không để vào combo này vì có một số chị có keo nến rồi. Nguyên liệu cực kỳ đơn giản thôi. Tiếp theo là các tấm vải dạ chi tiết như thế này. Đây, mọi người có thể thấy màu này, đủ các màu luôn. Kích thước là tầm 10 nhân với 23 cm thì phải. Nó bằng một nửa cái tấm to như thế này. Đây, em cắt đôi cái tấm này ra. Nó bằng một nửa tấm to như thế này nhá. Mọi người làm không hết đâu ạ. Đây, em sẽ hướng dẫn mọi người. Những cái vải như thế này thì mọi người dùng để làm các con vật này. Chắc mọi người đang thắc mắc là tại sao lại có đến 5 cái tấm màu trắng đục như thế này. Thì cái màu này mọi người sẽ dùng khi mà làm xong một con vật đấy, để cho nó cứng ấy, thì mọi người sẽ dán cái con vật đấy lên đây và cắt một đường nữa. Thì cái tấm nền phải là màu kem này, hoặc là màu trắng này, hoặc là cái màu nó sáng ấy thì nó sẽ không bị lộ. Ví dụ như em để cái tờ tờ này này lên cái tờ màu trắng nhá, nhìn nó sẽ rất là đẹp, nó sẽ không bị lộ này. Còn khi mọi người để cái tờ này lên tờ màu đen này, thì mọi người thấy chưa? Nó sẽ bị cái phần vải màu đen ở phía sau lộ lên, nó rất là xấu. Cho nên là mọi người phải dùng cái tờ màu trắng này này. Màu trắng này thì mọi người có thể dán bất kỳ con vật nào lên cũng được nhé. Đấy, thì 5 cái tấm này sẽ phục vụ cho việc là làm thành các con vật thành hai lớp cho nó cứng cáp. Em vì đã từng làm sách cho các bé nên là em biết những cái nguyên liệu nào cần, nguyên liệu nào không cần, nên mọi người yên tâm mua nguyên liệu ở bên em nhé.
Đây là cái nguyên liệu mới em mới soạn cho mọi người thôi. Thì giá thì cũng rẻ, chưa bằng một nửa cái bộ combo kia đâu ạ. Có em không, em chưa tính giá được, nhưng chắc là tầm khoảng một từ 90 đến 120 thôi. Tầm đấy. Nên em sẽ để giá ưu đãi cho mọi người nhá, ưu đãi nhất có thể cho mọi người. Em biết giá thì inbox cho em, hoặc là ngày mai em sẽ công bố giá cho mọi người nhé. Đây nguyên liệu. Em sẽ để cái hình, cái thành phẩm ở dưới comment cho mọi người rõ nhé. Đây, một bộ thì sẽ chỉ gồm những cái nguyên liệu như thế này thôi. Có thể là mọi người sẽ làm thừa vải, nhưng mà không đáng kể đâu ạ. Nó sẽ không thừa nhiều như cái bộ combo to đâu. Nhưng bộ này thì khá là gọn. Vải cũng nhiều màu xinh cực nè. Mọi người mua thì inbox cho em nhá, hoặc để lại comment nhé. Còn đâu có thể nhắn tin cho em, ban ngày thì nhắn tin qua số điện thoại, buổi tối em sẽ gọi lại cho mọi người ạ.